Ngon, chờ đó đó. Lộn bộ bự quá à. Lộn nó không có bự nhưng mà nó khác trên kia mèo một. Đó, lộn bự rồi. Nó sát trên kia. Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em quay đến trở lại với kênh Ngũ Nguyễn của mình nha. Hôm nay thì hôm nay nhà trưa rảnh, cũng không có đi quay phim luôn. Quay qua quay lại quay, đi ra vô xong rồi thấy bánh xe chập lép. Thì mình đoán là chắc là bị lủng nhưng mà không biết là có bị cắn đinh hay là bị xì hơi mình cũng biết, nhưng mà mình xác định là mình sẽ gửi ra luôn. Sẽ gửi để mình coi mình giá. Sẵn quay video chia sẻ anh chị chơi. Thì đầu tiên thì mình cứ lấy cái điểm cái kim đầu tiên là điểm tâm đi. Mình quay cho nó có bị cán cái đinh nào không ha. Quay coi đã, thực chất mình cũng chưa quay luôn các bạn ơi. Thấy là nội hứng mình quay phim thôi chứ thực chất chưa có coi luôn. Đầu tiên mình coi có cán cái đinh hay cái gì không, mình xác định tránh dễ thôi. Thế là mình rút cái đinh ra đó. Rồi bên đây không có rồi, tiếp tục bên đây. Mình cứ coi cái đường nó có cái đinh hay cái gì không. Giá xe luôn, mình thông thường mình hay giá lụi quen rồi. Giá lụi do hóng ruột á anh em, mình đi quay lủng hoài gì, xe mình lủng hoài. Còn này xe của xe nhà. Tiên mình gửi này ra trước rồi. Ra. Chìa khóa 12 gửi ra trước nè. Đây đây đó đi. Giờ kiếm cái cặp cái đầu nại nè. Lâu lắm rồi mình mới đụng tới giá cái vỏ này, hơn một năm rồi mới sử dụng giá là cái vỏ này. Rồi đó mình giá hoài. À. Cái lụi chứ cái ấy của mình đâu rồi ta. Rồi. Rồi kiếm hai cái này cũng đủ cực nữa. Hai cái này cây mua ngoài tiệm thôi cho chắc, nếu đúng đồ nghề không ai xài cái này anh em ơi. Đúng đồ nghề người ta kiếm đồ người ta bắt đầu người ta mài, nó cứng thôi, còn cái này dởm lắm. Tiên mình gỡ cái ốc này, rồi nó lòng lét. Khỏi sai tới, rồi mình ra đi. Nếu đúng là anh em phải gỡ cái nắp kim này luôn nha. Tí xíu mình gỡ, tại giờ xác định mềm hết rồi. Mềm hết rồi cũng không cần nữa, làm gì không cần thiết. Dừng đi Dương ơi. Giờ mình gỡ luôn cái chân kim luôn các bạn. Dòi á. Đây đi, cái hòa rớt. Ok. Bớt cho nó vô bên trong các bạn. Đang hồi mình gỡ cho nó nhẹ. Chỗ này chắc vậy rồi. Thấy chưa? Nó cứ đinh hả ta? Không. Giá ống ruột thì dễ. Các bạn lưu ý nha, mình gỡ mình né cái này để chọt trúng cho cái ruột nha anh em. Lưu ý cái này nha. Này không khéo là cái này đường nó hư luôn. Đây, nãy trước một cây cho chịu. Canh đừng có để xa quá không lên nha. Vừa canh đường mất mắt nữa anh em. Không, vừa ta canh đường này nè. Ở đây ha. Coi chừng cẩn thận cái ruột bên trong. Đấy, vừa thôi. Đừng sâu quá nó ăn cái ruột luôn. Ok. Vỏ này nó cũng ấy nên là hai đường là nó đã ra rồi nè. Rất là dễ ha. Ok. Vỏ này nó cũng dễ. Có mấy vỏ nó căng, nó cứng, nó khó ra, khó nại lắm. Ok. Thôi. Anh em lưu ý là cái mà nãy ra tránh đường chọt vô ngay cái ổ chân kim nha. Ok. Giờ bắt đầu mình lo cái ruột cho mình bơm lên. Bơm lên cái nó rồi. Mình có giá rồi, thấy ghê quá vậy. Wow, nó dơ đó. Đó là giá xe và nhà tôi ta. Bơm lên trước đã, mình lấy cái ruột này thay luôn chứ chả gì. Nhâm nè. Anh em thấy không? Này thay ruột luôn chứ không ấy được anh em ơi. Cái này nó thiệt luôn. Nếu mà có giá chăng nữa nó nhâm mấy chỗ này nè, anh em thấy nè. Ngay chân kim luôn, ví dụ mà chỗ khác mình giá còn được con này. Rồi xong. Xác định thay ruột. Đây nè nè camera, chắc là anh nghĩ nó lủng đây luôn chắc luôn nè, thấy không? Ừ. Thấy có lỗ chân kim nhỏ, camera chắc không thấy được. Em thấy không? Chắc chắn đây luôn. Ở đây là một nè, rồi không biết còn đâu nữa không biết.
chút xíu đi. Giá đây nó nguy hiểm quá, không biết có giá được hay không. Giá thì sợ nó không ăn cứng luôn. Để thử coi chỗ đó còn chỗ nào không? Được thì giá luôn, khỏi khỏi đấy. Gắn cho kim nhờ anh em, để hơi bơm hết nước. Sao cái vỏ nó nhâm chỗ này dưới ta? Tiếp xúc với mặt đường thôi. Đâu đâu ấy, chỗ nào chả tiếp không tiếp xúc. Đây, dành đây cái thau nước này. Đấy, thau nước này dơ quá. Rồi mình bơm cho anh em. Nghe xì liền chỗ này luôn, không chạy luôn nè. Nè camera em quay ra đây cho anh. Chỗ này chắc luôn nè. Nè thấy chưa, đúng đi luôn ha. Chỗ này luôn. Thôi chỗ này mình nè thấy chưa, chắc chắn luôn nè. Chỗ chạy ha. Đấy. Ok, ta lại tiếp. Rồi còn chỗ khác nè. Ok, không có. Anh đó chắc chắn là chỉ có một chỗ đó thôi đó. Nó bị nhâm á. Mỏng quá. Vậy đó, bắt đầu anh thấy cái nó mềm lại rồi đó. Chỗ đó thôi đó. Chỗ đó rồi. Chỗ đó đó. Lộn bự bự quá anh. Lộn nó không có bự nhưng mà nó sát trên kia là một. Đó, lộn bự rồi. Nó sát trên kia. Ok. Rồi khởi bình lâu nay anh em. Để coi đã, để cho nó khô được cái. Giờ xả ra thôi. Chắc chắn cho đó vừa vô nhìn biết liền mà. Bắt tay dữ. Cái vỏ nó ra mấy cái chất dơ cái nè. Nhem kỹ để đầu ấy cho mình sạch thì nó dễ dàng lắm nha. Nãy giờ không mở mic luôn á. Nãy giờ nói chuyện với anh em không mở mic luôn á. Giờ mình nói lại nha. Mua hóc môn, mua chanh xin mà không có. Thì mình mua đại luôn cái vỏ hóc môn cao su nha này luôn. Thì cái này nó không bằng cái kia nè. Chất lượng nó không bằng cái chanh xin, nhưng mà thôi, xe này chạy vòng vòng nhà với lại vòng không à. Với lại xe này chạy bánh trước nữa cũng không sao. Mình cứ xài loại này thì nó không bằng cái loại trên sim thiệt nha anh em. Rồi điều đầu tiên mình gỡ ra mình dặn lại. Quan trọng là cái nơi này nữa nè, cái chỗ này nữa nè, để hướng dẫn cho anh em cái này chút xíu. Cái người dễ miếng này, này bỏ ở đây. Đây cái chìa khóa 12. Chìa khóa 12 với cái kìm. Đây, hướng dẫn anh em người cho nó kỹ nè. Đây camera.
anh em dùng điểm này cái kìm nè, anh em tự theo dõi nhà nha, còn mấy bác thợ bỏ qua nha. Anh em thấy cái điểm chính giữa cái kìm không, nó có đều ngang qua nè đó. Mình phải bóp theo cái chiều đứng này mình cho cái kim nó đừng có móp, chứ mình đừng có bóp theo như thế này nha anh em. Bóp như thế này là kim móp luôn á, bóp chiều này nè, ít nhiều thì cho nó đỡ nha. Ok, nhưng mà mình sợ trầy hồi dặn ốc nó khó vô thì mình cứ coi cái chiều canh đó, ập anh luôn cho nó gọn rồi bóp lại như thế này ha. Còn dưới thì mình ở dưới mình dặn ốc là chân cứng nha. Anh em mấy miếng vẽ vào thì cho nó đỡ không, chứ không anh em kẹp kìm vô nó sảy tay mà nó trơn cái đã banh cái răng hết, hồi mình dặn vô không có được. Ok, mình nhả ra cho có hai miếng vô, mình thách có hai miếng vô cho nó dễ, còn này vô vỏ hơi khó lắm. Rồi gửi ra ha. Chút xíu hơi cho nó lỏng lỏng nó dễ. Xong nghe nó cũng ngáy kỳ quá vậy. Rồi. Chỗ này mới mệt nè. Lâu rồi không làm. Sao mà cho cái kia mình vô được ngay cái lỗ này nè anh em. Chỗ này anh em làm tới mình giờ cũng làm lâu nữa đừng đó anh em. Có những bác thợ thì họ làm thường, họ giá thường, họ làm vô lẻ lắm. Cái này nó hơi khó vô chỗ này. Ok. Ok ha. Giờ đầu tiên á nè, vô miếng mình cứ để ốc vô trước để họ cho đừng có bung ra ha. Ok rồi. Chẹp quá khó lắm. Ok vậy lên, đừng có dặn hết cho nha nè, dặn miếng vậy thôi nha. Rồi nhét vào, anh em đừng có để dài nhét cho lộn sợ nha anh em. Mấy banh nha nè, cái vỏ mới, cái ruột mới mình banh đường giữa nè ha, nó mới đúng nha. Rồi ok, mình mua này là vỏ ruột 250 luôn nha anh em, ruột 250 luôn cho nó dài, nó lớn hơn, chứ không phải là dài, nó lớn hơn. Mình bơm với kích thước này nó đúng thôi. Rồi vỏ này cũng hơi to à. Mình mua 225 á anh em, cái nó cũng độ dày nó giống dày nhưng mà nó giãn bự ra thì nó sẽ mỏng ra thôi. Ok ok rồi ha, canh cho nó đúng nha, canh cho nó đúng cái kim đến giữa đó. Coi chưa, vô hết chưa hả, kim có làm nhất cái vỏ nha, cái vỏ chẳng ngay. Ok giờ là ngay rồi đúng không, để vào thôi. Nhận cái kim xuống nha anh em, đừng có rút lên, nhận xuống nha. Rồi ok. Dạ. Rồi. Rồi. Giờ mình dùng cái cây này ha. Nhẹ thôi nè, để trầy cái niềng hết. Niềng trắng sao niềng này trài trắng ra cái chất trắng ghê lắm. Mình để xấu xéo quá nè. Đó xấu xéo vậy đó. Ok vô rồi nè. Đó, xong. Thế là xong. Nhận giọng vậy nè. Đứa cục canh đầm hay gì vậy? Thế đúng không? Để về mình nãy luôn, tí lên này mình bơm. Cái gì bơm cao quá sang khó vô. Rồi vậy thôi anh em. Dán cục canh đầm là như cũ nha. Canh bánh. Bạo. Cứ phải vào nhớ cái này nữa. Rồi cái chiều của nó nha. Dán đúng chiều vô nha. Rồi xong. Ok.
Nên mình vô cái đĩa trước anh em, mà nếu mà khó anh em mình thấy khó đó, mình để cho cái mình lấy cái đồ mình nạ cái đĩa đó xíu. Bánh trước dễ vô lắm. Bánh sau mới cực. Chặt cái dưới qua thôi. Ok, thế xong. Rút cái này ra luôn nè. Ờ nó dễ như cơm vậy. Dễ hơn cơm quá nha. Thiệt, ăn cơm còn lựa nó ngon ăn chứ mà dễ. Này đâu có ngon đâu dở đâu, trái một xong. Ăn cơm còn phải lựa. Kiếm vợ còn phải lựa đúng không? Khó. Mày dễ. Thả camera. Làm gì chớp mắt nha, cái gì không à. Này vừa cứng được anh em, đừng có làm quá hút cực chứ gì. Ok, thử cái bánh nó có cái gì không nha. Ok ha, trơn tru ngọt ngào. Thấy cái kim lúc nãy nè. Thấy cái giò kim nữa nè. Thấy không? Nãy mình mua bộ giá đó nè em, nhưng mà gỡ ra xong cái là hết muốn, còn phải đi mua cái ruột khác. Miếng này nha, coi cái bánh đều không, cái gì đã chưa, ở bơm cứng nha. Đứng trước đã, anh em kỹ phải coi kỹ cái này để vô cái bơm mới tóc liền cái mà đó. Rồi, ok rồi. Đó, bung vỏ ra đều hết rồi nè. Nó mới nổi lên nè anh em ha. Chưa cứng đâu. Kiểm tra kỹ đi. Ok đều. Mình coi đường chỉ với cái đường gân nè, cái này chưa bung đều nữa ha. Có chỗ chưa bung đều anh em thấy không? Nếu chưa bung đều mình phải xả hơi ra lại đó. Đó, bung mà. Thầy bung đều rồi nè. Đó, bung đều hết rồi đó. Mình cứ bơm cứng đi cho nó đều hết đi, anh tí mình xả ra anh em. Vừa thôi để nổ cái đụng ạ. Ok, giờ mình xả hai đâu có sao đâu đúng không? Mình bơm yếu quá hai đâu đủ để bung đâu. Ok. Này dặn vô tí xíu nha, dặn cứng nha, nó miếng như thôi. Cho đừng nó chạy đừng cái dặn nó tuôn thôi. Cái nắp này anh dục đâu rồi camera? Cái nắp anh dục mấy bên đó đó. Quăng ra mới chịu cái nắp của người ta. Như đó. Này nắp cũ á. Nắp mới ra hồ. Cần đại đi. Rồi thế, ù quên, để xả nó tí nè. Bánh trước cái này hiện cứng lắm. Cứng. Rồi ok, coi như vậy là xong ha. Không cả bánh không gì nè. Ok ha. Rồi thôi, cũng như thay cái ruột xong rồi. Chúc anh em thành công nha. Trong mùa dịch thì mình có thể ở nhà mình tự xử luôn. Không cần tới ông thợ nữa hết, mà cũng không cần phải tới mùa dịch nữa. Mai mốt mà hết dịch đi chăng nữa thì anh em mình cứ có bộ đồ nghề, nhà tự xử, tự giá, tự làm hết. Mình chỉ mong cho nãy nó lủng để mình giá, mà nó lủng vô cái chỗ đó là rất là khó giá, khó hướng dẫn anh em. Hai ruột thì nó dễ hơn. Rồi ok, thôi chúc anh em thành công nha. Ôi chào anh em.